Rồi hello, chào các bạn đang xem kênh Út Nông Dân ha nay quay chia sẻ tới các bạn cái cách mà ở đây mình phục hồi cái cây sầu riêng sau khi thu hoạch ăn trái xong nha các bạn cũng như là phục hồi lại cái cây sầu riêng mà nó 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 bị trái lá trái lá nhiều còn sơ 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 chìa ha thì đây thì nó cũng là một cái bài chung để mình áp dụng được cho cả hai tình huống nha các bạn thì, thì sau khi ăn trái thì tất nhiên cây của mình nó sẽ bị si ha si nhiều hay ít thì do cái lực cây của các bạn cũng như cái cách các bạn sử dụng Đi phân đi thuốc thì ít nhiều gì nó cũng sẽ si thì mình làm sao để mình phục hồi cho nó nhanh và nó an toàn sau này thì cây của mình nó sẽ không có bị bị chết ha thiệt hại sau thu hoạch cũng nhanh cũng như là nó uh, cái cơ lá cho nó 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 ra kịp lúc để uh, năm sau mình uh, làm tiếp tục nha các bạn đây thì uh, quay cho anh em xem thì một số cây sầu uh, riêng miếng ghi sáu của mình thì hiện tại bây giờ thì đủ lá nha các bạn thì uh, nó đang đi tiếp cái cây thứ ba thứ ba ra rất là mạnh các bạn À, cái vàng lá nó phải già nó phải xanh lại thì khả năng đi đọt nó rất là mấy mới, mới mới mạnh được còn cái khả năng mà đọt các bạn để lụa mà các bạn không không xử lý cái cho nó mau già lá lại thì cái cái thời gian nó đi đọt rất rất là lâu, mất nhiều thời gian lắm nha các bạn. Đây là út cũng có xịt ba bốn cử làm già lá nhanh cũng như là mình kích đọt thêm ha. Kích kéo đọt luôn. chung là vừa đi phân ở dưới gốc mà cũng vừa xịt kích kéo đọt ở trên thì cho cái đọt nó ra kịp đang chuẩn bị lón mùng 9 mùng 10 tháng 4 bắt đầu cầm mầm rồi các bạn ơi không còn nhiều thời gian nữa thì bây giờ làm cho cái cây lá thì cho nó nhanh cho nó ok ha rồi thì cũng có mấy anh em thắc mắc là mình đây mình xịt thuốc gì thì uh, video tiếp trước thì mình chỉ mới chỉ mới có nói là những cái uh, bộ tứ ha uh, bộ tứ bốn cái loại thuốc mà mình sử dụng để mình À, xịt tên vườn sầu riêng của mình thì mình chỉ nói cái tên thôi còn à, cụ thể là những cái dòng thuốc mặt thuốc thì mình chưa có quay thì hôm nay mình à, cũng mới vừa xịt thuốc xong thì mình à, lấy cái vỏ nhãn là mình quay cho anh em xem thì anh em nào trong giai đoạn này mà muốn làm sầu riêng mùa nghịch tháng tư thì anh em mua về xịt liền ha xịt ít nhất là cũng hai ba lần các bạn chứ không có thuốc nào mà à, xịt hiệu quả ngay được ha thì, thì uh, thuốc tốt thì xịt cũng quả hai lần ha cho nó đạt tùy theo cái lực cây của anh em đó dùng mình thì nay xịt 4 lần nữa các bạn bạn thấy được không các bạn <laughs> thì uh, nay quay thôi không nói về dòng nó quay cho anh em xem luôn cái loại thuốc ha đây các bạn đây là mấy cái loại thuốc mà mình mới vừa xịt xong thì làm cái vỏ nhãn lại quay cho anh em xem tham khảo nha ở đây thì uh, mình nhấn mạnh một cái này nè các bạn ở đây là mình hồi nãy là mình có dùng từ làm cho cái lá sầu riêng nó mau già, mau già lá các bạn. nhưng mà mau già lá ở đây là làm thế nào cho nó mau già lá nhanh và an toàn cho cái cây sầu riêng mà sau thu hoạch chứ không phải mà làm già lá để nhiều đọt, nhiều à, lọt à, chặn đọt như các bạn. cái đó là cái hai cái cái, cái 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 thuật ngữ mà nó khác nhau. thì đó thì mình nói để cho các bạn tránh hiểu nhầm ha. để nếu không mà mình áp dụng không đúng thì nó sẽ gây cái tổng cái lá của mình cũng như tổng cái cây của mình. À, một khi mà các bạn xịt lên thì nó rất là khó khăn ha. rồi ở đây thì mình mới vừa xịt thì cũng có bốn loại thôi các bạn. thì thằng thứ nhất thì mình xịt đọt của mình nó đang ra các bạn nó đang ra được hai tới ba phân rồi thì mình xịt từ cái lúc mà cái mũi giáo nó mới vừa lú ra sáng đầu đọt ha đỏ đầu đọt các bạn thì các bạn phải mua thuốc à, sâu thuốc gầy vậy, các bạn phối vô các bạn xịt ha đây thì cái chai thuốc sâu nãy mình kiếm lâu quá không có mình mình à, bỏ qua luôn các bạn nhưng mà quan trọng là cái gầy xanh thì anh em phải à, cái hàng quan trọng nhất là cái thằng gầy xanh nha các bạn làm gì làm thì anh em trong cái giai đoạn mà cây của mình nó đang rút mua giáo hoặc là đang đi đọt nhiều thì anh em phải xịt gầy xanh hàng tuần thì ở đây thì mình xịt hàng à, ba đăng này các bạn này ba đăng rẻ tiền chứ không phải ba đăng ba đăng mắc tiền của sumi tomo nha này là ba đăng rẻ tiền thôi nó cũng một cùng vật chất nhưng mà xài hiệu quả thì mình cũng hay mua rẻ hơn được ba đăng ba ba đăng nhật kia được mấy chục ngàn các bạn thì xài thấy cũng ok nên mình mua mình xịt lưng khuyên những, những thuốc gầy á, thì các bạn nên xịt lưng khuyên nhá giữa những cái dòng thuốc và hoạt chất thuốc nó khác nhau thì để tránh cho con gầy nó hiện tượng kháng thuốc ha thì à, mang lại cái hiệu quả cao nha các bạn thì à, à, hàng ba đăng này thì các bạn có điều kiện các bạn phối thêm hàng à, thuốc sâu nữa ha thuốc sâu gầy thì lúc nào cũng phải đi chung thì nó hiệu quả cao các bạn hiệu cáo hiệu quả cao tên cả con à, gầy lẫn con sâu luôn thì nó nó là cách có giường mình làm đó thì à, bảo đảm với các bạn là không bao giờ bị bị con gầy nó 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 chết thóc cũng như con sâu. Nó rất là ít phá hại các bạn. Đó, rồi. Thứ nhất là sâu gầy ha. Cái thằng thứ hai ở đây là mình xài thằng amino các bạn. Amino chai trà bá luôn. chai là chai một lít nha. Chai này chai một lít nha các bạn, thằng amino các bạn. Thì nó cũng có cái nhãn phụ nè, đó. Thì thì cái công dụng thì ở đây thì anh em thấy rồi ha mình không có đọc ở đây tính mất thời gian các bạn đó thì thành phần chính của nó là là amino các bạn amino hữu cơ ha này của thằng thằng tây bán nhà các bạn tây bán nhà thì nói chung là cái thằng amino bây giờ trên thị trường nó rất là nhiều loại các bạn có mấy chục loại trăm loại luôn thì nói chung là các bạn mua amino nào cũng được thì chung là có điều kiện để các bạn mua những cái dòng thuốc nhắm mắt tiền chút xíu thì nó ok ha. Còn à, à, bình thường thì các bạn cộng như cũng được miễn sao nó có chất lượng là ok thì à, thì, thì thì phải có cái thành phần amino ha, acid các bạn. Thì à, nó, nó nó kết hợp thì mới nó, nó cái cây của mình nó mới thuốc nó mới khỏe được nha. Đó, thì đó là, là sâu gầy và amino. Tiếp theo là cái thằng à gồng biển các bạn trong cái thời tiết mà cái nắng nóng ha bạn nắng nóng nắng hạn bây giờ thì cái đọt của mình nó rất khó đi ha hoặc là đi rất là yếu đi không nổi nha các bạn thì ngoài cái việc mà các bạn tưới ha, bạn tưới giữ ẩm ở dưới gốc cho đầy đủ thì thì một cái quan trọng nữa là cái bạn nên bổ sung cái thằng công biển này vô tại vì công biển thì các bạn biết rồi đó này, anh em làm sầu riêng thì chắc ai cũng biết ha làm cho mát cây ha cũng có cái khả năng mà nó kích đọt nữa các bạn kích thì mát cây thì cái cây của mình nó khỏe thì cái đọt nó sẽ ra mạnh ha kích đọt luôn thì đọt ra mập ha thì thì thành phần công biển này thì nó cũng cái này thuốc là mình để dưới nước và nó nó cách rồi các bạn ơi nói chung là cái thành phần nó công biển thôi bạn mua loại nào cũng được có cái thành phần công biển là ok ha đó thì, thì 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 cái nào nó cũng hiệu quả thôi nhưng mà thuốc mắc mắc tiện chút thì nó sẽ ok hơn đó rồi cái đó là ba loại ha rồi cái thằng cuối cùng là cái thằng cực kỳ quan trọng như là nó gánh tem luôn nha các bạn thằng này không phải là mình nói chứ... thật sự mà nói là xài rất là đạt đó rồi mình xài mình xài tới thời điểm này là mình xài là mình đã không biết bao nhiêu lần rồi mình xịt cả giường ghi sáo và cái giường món thon của mình xịt rất là đạt ha tại vì các bạn biết cái cái dòng mà cái dòng cái này gọi là chung là cái dòng ma như kẽm ha nhưng mà cái à, những cái loại mà ma như kẽm ở trên thị trường á các bạn thì đa số là cái là thằng phần là ma như kẽm cái dạng nước cái dạng chai nửa lít hoặc là chai một lít thì à, nó rất là nhiều công ty nhiều hãng sản xuất thì xưa à, giờ thì mình xài cũng rất là nhiều loại các bạn có thể là chục mười mấy loại mà hàng ma như kẽm luôn nhưng mà cái khả năng mà nó nó cái hiệu quả nó thấy nó không có gõ gạch các bạn nó thấy cái hiệu quả nó chung chung nên mình mình nên mình không có đánh giá cao nhưng mà riêng cái thằng mang nha kẽm này thì mình có mình có mình có chia sẻ tới anh em đó thì, thì anh em mua về xài thử rồi lại cũng có đánh giá rất là tốt ha đó. tại vì sao tại vì cái ngoài cái thành phần mang nhai với thằng kẽm thằng này nó có bổ sung nữa à, canxi này các bạn với, với thằng thằng canxi với thằng bo ha với thằng đồng luôn nha các bạn canxi bo đồng luôn thì tổng thành phần của nó là tới 5 cái thành phần nha các bạn nó xịt vô là xịt vô là khoảng 5 đến 7 ngày thì các bạn thấy hiệu quả liền ha cái này mình không có nói giỡn chơi đâu nha các bạn cái này mà là mình nói tên tinh thần là cái uy tín của mình thì uh, nếu mà sử dụng trong cái giai đoạn mà sử dụng trong cái giai đoạn mà mọi giai đoạn luôn nhất là trong cái giai đoạn mà cái lá của các bạn để mình nhắn lại xíu chỗ này nhấn mạnh lại xíu chỗ này giai đoạn mà cái lá của bạn hồi nãy mình nói là bạn lá mà nó lụa mà các bạn để bạn lụa lá lụa mà các bạn để tự nhiên các bạn không xịt các dòng cho nó mau già lá dày lá lại thì nó sẽ rất là lâu mất thời gian à, nó làm chậm cái cây đọt tiếp theo của mình đi ha thì cái này là cái hàng quan trọng là nó nằm ở chỗ này nó làm <laughs> nó làm già lá cấp tóc luôn các bạn làm già lá cấp tốc rất là hiệu quả đồng thời nó có khả năng mà nó phòng ngừa được một số bệnh ha. trên lá nó có thành phần đồng nữa các bạn kẽm ha cũng có khả năng là à, nó, nó, nó nó phòng ngừa được một số bệnh do nấm gây ra ở trên trên lá sầu riêng của mình kết hợp với hàng canxi si, các bạn hợp với hàng canxi si thì giúp cứng cây cứng lá luôn thì cái thành phần thì nó quá ok tuyệt vời ha thì, cho nên nó rất là mau là làm già lá rất là mau rất là nhanh nó và xanh ha rất là xanh xịt lên thì xanh á đen luôn các bạn đây quay cái thành phần cho các bạn thêm tham khảo ha nó thành phần rất là cái thành phần nó cái hàm lượng nó rất là cao ha. kẽm 28 000 bpm nha các bạn đó. đồng này các bạn sắc luôn ha Đo đó cái thành phần đăng ký thành phần bổ sung á chung lượng canxi các bạn Đó, rất là rõ cái thành phần rất là rõ cũng như cái công dụng cách dùng nó rất là rõ rồi thì mình chỉ xịt ra bốn loại đó bốn năm bốn loại này thôi các bạn nó gọi là cái bộ tứ mà làm cho mau già lá xanh dày đẹp thì đây thì mình chỉ chia sẻ tới đây thôi các bạn anh em nào thấy cái kênh úc nông dân hữu ích thì xin cho một lượt đăng ký kênh và một lượt like để ủng hộ tinh thần nha các bạn rồi cảm ơn các bạn chào các bạn